Hôm nay mình đang có mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu, chỗ này là Long Sơn. Hôm nay đi câu với Hạnh Tý với anh Quý, đúng với anh em trên Sài Gòn nữa. Hải lâu lắm rồi nó mới đi nè. Nãy quay phim mà cái máy camera nó bị hư, giờ làm lại. Hải, chào anh em. Hello anh em. Hôm nay mình vô cái đùng này là đùng người quen thôi. Anh Quý câu không phải đường dịch vụ nha, câu không có tính tiền giờ, nhưng mà mình câu lên mình mua lại ủng hộ con hai con cá gì đó cho chữ đùng thôi. Đùng này thả cá mú chém nhiều. Hôm nay mình sẽ chia làm hai đội, mình với Hạnh, Hải với Quý với lại Tí một đội, coi ai lên cá nhiều hơn. Kèo hôm nay là mà ăn sáng với lại cà phê, mà sáng ăn sáng là tính tiền rồi. Kèo này là ba sĩ các bạn, để coi ai lên cá nhiều hơn nha. Từ ngoài đường đi bộ vô đây chắc cũng phải 2 cây số. Đường này xe hơi vô đây là thua rồi, xe máy cũng vô được. Nhóm tụi mình đậu xe ngoài đường hết rồi đó. Khu vực này là ruộng muối. Mấy ruộng muối này cá măng nhiều lắm. Ngoài kia có con cá chết phơi rồi, thấy không Hải? Có con cá chết phơi kìa. Này giống cá chẽm chết ha. Này mấy cái ruộng muối các bạn. Muối ngoài kia cũng sắp thu hoạch được rồi kìa. Cánh tay mà lo làm gì? Kia muối khô người ta cào cào lại quá trời. Cái lượng muối này thì cá măng nó vô mà giờ cạn nhất là hết rồi. Cá chết thấy ngoài kia có con cá chết sình nổi lên. Nhóm tụi mình đi hôm nay là 8 cần thủ, 1 cần thủ nhí, cá tội quá trời kìa. Sẽ cá đối còn sót lại. Trên đường vô thì có cái cầu này hay bị đập các bạn. Cầu nó bắt qua sông mà ở giữa nó có cái nhịp dở lên được. Hiện đại như châu Âu luôn. Nó ghê quá trời đây. Ông má cất đi, hỏi lọt cả người cái điện thoại xuống đây giờ. Hỏi vậy. Cúp. Cái khúc này quan trọng nha. Ở đây cái nhịp dở nha. Này giờ có người đứng lên này nên là cái cầu này có vẻ yếu. Đó. Bây giờ mình coi nè, bạn coi nè, đi hết lên là cái cầu nó nhịp nó mở lên nè. À, rất là hiện đại luôn, hơn cả châu Âu. Cái view hơi bị đẹp luôn, núi nè, sông nè, ghê nè, quá đẹp. Quá chất. Rồi bắt đầu mình vô tiếp. Đi bộ chắc 2 cây số này chắc đi nãy giờ cũng được cây số rồi, nửa đường rồi. Sắp vô tới rồi. Bé Hải dễ thương không? Đội cái nón. Nón đúng chất chị em luôn. À, nguyên đoàn người à. Đi câu có 8 đứa à. Nhưng mà hôm nay cá nhiều hơn người nên là không có lo. Thôi. Đi bộ chắc 20 phút. Trời hôm nay nắng quá các bạn. Mà hồ kê đổ quá trời. 2 phút thì tới cái nơi anh em tôi sẽ tác nghiệp hôm nay rồi. Cái đùng nó ven sông luôn. Cái bên sông nước vô. Nước vô ra thường xuyên luôn. Hôm nay kéo bên đò hơi đông ha. Đây trò chữ đùng. Đâu này quá vậy. Đây lại có dịp uống với ba rồi. Lắc kèo quán. Đồng ơi. Hả? Con mồi đi đâu. Rồi ok. Cho con ngồi luôn. Chút cho con ngồi luôn đi. Cho con mồi. Rồi bố con 5 con. 5 con đi. Cần quá các bạn. Má mới ngồi. Đừng kéo quà, gà nó không ngon. Vậy cứ kêu nó đây. Hôm nay con sẽ lượt chơi mồi. Mình giao bãi quán bằng lăng đi hả? Cho bãi. Lên trên cái rừng đuốc. Rồi. Cái khu vực này mình đánh mình chưa biết cái chỗ nào để đánh luôn. Anh em có nhiêu đầy à? Rồi ok anh bình tĩnh từ từ. Có mồi hết cho anh. Đây là ba nuôi anh nha. À, ba nuôi anh Quý nha các bạn. Mồi cái gì? Từ từ, bình tĩnh. Rồi. Cá mú nó phải mấy cái ổ giống nhà này, mình đứng đây. Mình sẽ me nó.
mú thì đánh đệm các bạn, nó cứ nằm ở đệm thôi, mồi đi ngang thì nó húp. Cái đùng này câu lên thì các bạn không được để cá nó tiếp xúc với đất, cầm phải gấp lên liền. Đây là cá nuôi ha, cá mà nó dính cát rồi thì hạ xuống sẽ chết. Cái lược hạnh dính các bạn, đây phải pha bắt cá mú của hạnh. Ép nó vô, có mú mà nhường nó là nó bay vô hang á. Rồi, con cá này khá to các bạn, để coi coi. Cá này bự nha, con này lên biết được bao nhiêu ký, cố gắng lên hạnh, ép nó lên luôn. Cần của hạnh là ML mà nó cong như vậy các bạn biết nó to cỡ nào rồi đó. Hỗ trợ anh quý đồ gấp cá đâu? Nó sắp lên rồi đó. Cá đây rồi, gấp lại đó. Hỗ trợ. Ôi con cá to. Cá này to. Cá này mà lên được là thả ước mong của hạnh rồi, hạnh chưa lên cá nào bự hết. To. Bắt con này về ăn luôn anh. Rồi tới đây là được rồi, tới đây là được rồi. Rồi tới đây được rồi. Tới đây là an toàn rồi, hết lỗ rồi. Cứ từ từ bắt thôi. Cứ từ từ bắt qua chỗ anh quý đi, đừng có đứng nữa. Đến đây cái bụi trà này nó khó lên. Con này to. Con này to đó. Đen xì luôn, cá mú. Sốc lên nè các bạn. Ôi, cá mú to. Ây, to hơn con quý không? To hơn. To hơn luôn hả? Lên đâu? Rồi, bắt nó lên luôn. Chụp hình rồi, bắt đầu bỏ vô giỏ luôn. Tí mua con này về luôn đi. Mua con này luôn. Quá, bự á. Ôi, cá mú bự. Á, đẹp. Đâu, chụp hình quý, nhanh lên. Điện thoại đâu? Photographer đâu? Đây. Ôi đã. Cầm để anh chụp hình cái đó. Lần đầu luôn á. Hai mà hai. Không hết hả? 21 rồi đúng không? 21. Là gì 31? 233. Chú Quý vừa lên đó. Chú Quý lên mấy con? 2. Chú Quý vừa lên 2 con. Rồi. Ghê hả? Tại 32 hả? 31. À 31 hả? Chứ. Nhưng mà con cá to mình tính bằng. Đi nào. Con cá to mình tính bằng 4 con mà. Không được. Rồi cái gì đến cũng đến rồi nha. Lên cá rồi. Cá rồi. Có cá rồi anh em ơi. Vỗ tay. Lên cá mú hơi bé xíu. Sắp lên luôn nha. Ôi cá mú hơi đẹp, người nó bầm dập. Ok. Để hết móm. Có cá rồi. Sẽ gỡ cá ra. Tỷ số mấy không rồi tí? Tí. Tỷ số mấy không rồi? Cá đẹp quá mà hơi bé. Ai rồi cũng có cá thôi. Em gỡ dưới nước này luôn, thả luôn. Con này bé quá. Mấy con to to thì để vô cái giỏ kia rồi. Sáng giờ quay tay, sáng giờ mới được con đầu tiên. Thả xuống nước luôn. Ok. Giải hạn được rồi. Lời nguyên GoPro đã được giải. Giờ cố gắng lên con thứ hai. Lên level. Cá trong móng nó hơi bé tí. Lạ chứ. Anh Quý mới câu được cá mú gì lạ, cái bịch tạng sao á. Nè. Đu trắng nè các bạn. Ồ ba đẹp luôn. À đúng rồi, nó bị bịch tạng nè, hơi trắng. Còn cá này bán đấu giá được mấy tỷ thôi. Mú đột biến. Mú này mú đợi nè. Hay là mú đạm. Hôm nay ngày của anh Quý. Đổ ra. Đùng nhà có khác. Con trai chủ đùng nha các bạn. Thôi lại, ok. Rồi, cất nó đi anh. Con này thì thả thôi. Kẹp đâu, kẹp nó, lấy cái kìm kẹp tội nghiệp nha. Cần thủ nhí lên cá nữa các bạn. Tí lên cá hơi nhiều mà sáng. Tí lên mấy con cá rồi tí? Đang là con thứ ba. À con thứ ba của tí nha các bạn. Đúng rồi. Ôi con này to nha. Tí lên cá bự rồi nha. Nhìn tí lên cá hơi ghê các bạn. Rồi mình đứng mình hỗ trợ tí ha, gấp cá tí ha, cố gắng lên con. Sắp lên rồi. Mệt quá hả?
Rồi, gác cần đây để mình hỗ trợ tí. Lên đi con, bắt đầu đứng quay phim nha. Rồi, cố lên. Anh quay giúp con đâu. Quán này, con đi quán kia. Đến đây nó vô cây rồi. Quán kia, quán kia. Đi quán kia. Quay lại, quay lại. Quán kia, quán kia, quán kia nữa. Rồi, tuột mất rồi. Rồi, hơi uổng, cá hơi to. Đề nghị con là biết kiểm điểm. Phát biểu cảm nghĩ tí. Cố lên. Mát lưỡi luôn hả? À đâu có. Cục thịt nó. À tí bền như đúng rồi. Hai bắt cá hơi bị ghê. Nhưng mà vẫn sảy. Cá này khá to các bạn. Bắt được con này con thứ 8 rồi. Mục tiêu mình là 10 con mà đánh đi đến 12 giờ trưa được con thứ 8 rồi. Không biết lên được không? Con này to á. Con sẽ hỗ trợ. Chưa thấy mặt mũi nữa luôn. Lại cá mú nữa rồi. Ok. To lắm. Oh, thấy bóng hình nữa rồi. Đen xì luôn. Oh. Con này cũng khá là to nha các bạn. Đặt xuống kẹp nó đã. Đem qua chụp hình đã. Bây giờ chắc cũng đến giờ về rồi. Mình bắt con cá này lên xong cái mình đem qua bên kia. Gỡ nó. Wow, khá to. Khá bự nha. Gỡ nó đã. Hôm nay kết quả chung cuộc đội của tụi mình thua mà lên cá nhiều sướng quá. Coi con thứ 8 nha. Con này là mú nuôi, không phải mú thiên nhiên. Rồi qua lấy kiểu anh đã. Cá quá đẹp luôn, vàng ươm này phải. Không biết quay không, chọn chặt nha. Mình chọn tí nó quay các bạn. Mình lên cá mình chọn tí quay, con này bé quá. Nó nhấc lên luôn. Con nhấc như vậy gãy cần sao. Con này là mú tự nhiên là tí. Mú giống con nãy mình ra. Cái gì biết. Con cầm cái dây, con cầm cái dây đi. Cầm cái dây hỗ trợ bắt đầu ấy. Ừ rồi. Để bắt đầu kẹp nó, bắt đầu cái ráo luôn. Con này con thứ 9 của mình nha các bạn. Đừng đừng đừng, nó dậy đó, móc vô tay con đó. Ok. Ôi. Ôi, câu sáng giờ. Lên đi đây cá nè các bạn. Ô. Nè, đi đây cá nha, nhìn thấy ghét. Vô cắt rồi biết chưa sao. Bây giờ lấy bao nhiêu, mỗi người lấy bao nhiêu con đó để cho bác bắt bao nhiêu tiếng. Chiếu ra ngoài quán này cân đi. Cân đây luôn đi. Để có cân cân đây luôn mẹ. Lúc đầu anh em của tôi câu một cá mang về ăn ha. Mỗi người mua chừng con hay con gì đó. Hãy xem quay lên được bao nhiêu ký cá. Thả hơi nhiều ạ. Mình là lên chục con rồi. 5 ký được, còn không có chừa cho Lâm con nào qua 5 ký đâu. Nó khỏi chừa cũng được. Anh em cứ lấy trước đi. Ừ. Oh, phải có cái bịch bố à. Tính là coi con cá bự nó bao nhiêu. Bao nhiêu ký? Cái con bự thử ra. Con bự ai lên? Con bự ai lên ta? Con bự ai lên mà ai hỏi vậy? Lên nè. Không được ạ. À, con lên một con trung bình coi. Trời ơi. Cái vỏ này chắc phải 20 ký à. Mười mấy 20 ký. Thử cân một con thôi ha. Con bự nhất không? Con bự nhất đâu ta đây nè. Lấy mấy con bự. Mình chắc lấy con bự vừa thôi anh Bình ạ. Để trên nhiều cho anh Hạnh. Bự nhất đây nè. Con này Hạnh lên nè đúng không? Đúng rồi. Anh con cháu mấy nhỏ. Con đó còn nhỏ. Con này nè. Con này nè. Con này to nhất nè. Rồi coi con bự nhất bao nhiêu. Oh my god. Anh lấy tới 3 con lận. 3 con lận mà. Thì cân thử con bự bao nhiêu ký. Con này con bự lên được. Rồi. Thành tích của Hạnh 3 ký 6.
ba cái sáu. Con này thấy cũng bự nè. Ba cái sáu này. Ok. Rồi. Cân thử này, cân này bự. Ba cái sáu rồi. Con này bao nhiêu ký? Để đây đó đi. Để. Không không đủ, không đủ đâu bố. Bỏ thêm đi, bỏ thêm. Không đủ. Để. Đó đúng rồi. Cái bịch đấy vô. Con này chắc bự hơn. Dạ, thấy con này bự. Con này hình như con này bự hơn nè, để coi bao nhiêu ký. Chụp hình coi. À, mấy con này lấy rồi sếp ra chụp hình được mà. Sếp chụp hình được mà. 3 ký rưỡi à? Nhỏ hơn lại. Rồi, thứ 3 ký rưỡi. Rồi cân cho một con nữa là tổng cộng 3 con nữa. Ok. Quất luôn. Rồi con này nữa đi. Rồi đúng rồi. Kết thúc video đây luôn ha. Chào các bạn. Một lần đi là một lần.